À, thí dụ như Âu Á lung tung nhậm máu đào. Âu là từ ngoại ở ngoài Âu Châu, có nghĩa là giặc giả, nào là thiên tai, dịch bệnh. Đó. Rồi Á đây, Á có nghĩa là trở vô đây, thí dụ như Israel và quýnh với Palestine, quýnh với Hamas, có nghĩa là đây là giặc giả. Mà mới quýnh mấy tháng mà chết mấy chục ngàn. Vậy thì đây nó sẽ tới, nó sẽ diễn biến tới. Có nghĩa là đây là giặc giả. Giặc giả là con người mình á phải chịu khổ sở. Bởi vì á, nếu mà trái bom mà nó thả ra nó chết cái mấy ngàn. Nó như vậy thì bây giờ cái người mà trở lại tu á, đến chừng đó bốn phương có giặc khắp hoàn cầu thiết thiết tha tha, vậy sớm mau kiếm chữ ma thì Phật cứu khỏi nơi khói lửa. Cái người mà khi biết đạo á, trở về mình có đạo trong con người thì mình trở lại đạo tâm, có nghĩa là mình giàu gặp cảnh là bom đạn gió lửa nào là hùm tha sáu bắc, là chuyện này nó không có đi đến với mình. Tại vì mình hiền mà, hiền thì là những con giặc, những cái trả quả. Tại vì ở đây người ta không bao giờ người ta gây những cái ác nghiệp, ta là gây những cái là hiền lành tốt đẹp. Vậy thì thế nào người ta cũng gặp cái tốt đẹp. Còn những người ác ôn, bây giờ ví dụ như Nguyên Kỹ Sư đi, người ta là có trí, có trí thì người ta làm cho chúng sanh là hết khổ đồ này kia. Còn này mình có trí ra là mình sống ra bom đạn, mình lựa ra những cái gì không, thì như vậy mình làm cho chúng sanh đau khổ thì mình cũng đau khổ như chúng sanh. Như vậy thì nếu mà nói thời thế thì bây giờ cái thời thế nội nè, bệnh dịch nè, nào là giặc giả nè, nào là thiên tai nè, nó làm cho con người mình điêu linh khổ hại. Thì bây giờ á, chẳng qua gì cái người mà biết giác ngộ tu hành, nếu giác ngộ tu hành thì sẽ ông Phật ông sẽ cứu. Thì thành thử ra đây á, thì mình nói á, ông Phật lúc nào ông cũng biểu mình làm hiền, làm lành, làm phải, lúc nào cũng trên thận dưới hòa. Mà tại vì mình không hòa, bởi vì ở đây là thế giới là nó đã là bệnh dịch nè, đủ thứ. Thì ở đây là A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, gặp nhân viên hôm nay được gặp Quynh Úc cũng là điều quý báu. Thì cái sự được muốn hiểu biết về cái sự mà chúng ta được đến đây là trước thì bên đây là chùa An Hòa Tự, tức là Đức Thầy. Còn bên đây là nhà lưu niệm. Thì thành thử hôm nay cũng muốn đến nhân viên hôm nay cũng muốn gặp gỡ cùng Quynh Úc để hỏi qua vài điều. Thì trong cái lời Đức Thầy đã tiên tri cho biết đó Quynh, là hiện bây giờ đó là Đức Thầy có nói trong cái đoạn là đau bệnh là nhiều chứng dị kỳ có kể. Thì có thể Quynh Úc thấy như vậy là nó có hay chưa, nhờ Quynh Úc để chia sẻ qua một cái phần này cho Quynh Úc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nhân dịp mình bữa nay là ngày 28 tháng 10 năm Quý Mão, chúng ta đi có viếng chùa An Hòa Tự ở tại sân chùa. Mấy đệ này có quay một bộ phim để lưu niệm, có nghĩa là có hỏi những tai biến, những bệnh tật sắp xảy ra mà có hay chưa. Nam Mô A Di Đà Phật. Tôi xin chia sẻ. Đau nhiều chứng dị kỳ khó kể, có nghĩa là đây là Đức Thầy ông nói đau nhiều chứng dị kỳ khó kể, có nghĩa là không có kể nổi. Thí dụ bây giờ đau vừa rồi thì Covid nó đã chạy qua. Có nghĩa là Covid đây là bệnh nhân quả, bệnh của trời. No chiều gọi lại đối mau dương trần sắp dướng bệnh trời từ đây. Đây là cái bệnh của trời. Mà chẳng qua gì chúng sanh chúng ta đã gây những cái ác nghiệp, cho nên thành thử ra mình mới gặp những cái quả ác nghiệp. Có nghĩa nhân toàn thiện thì quả cũng do đó mà toàn thiện vậy. Cho nên vì chúng sanh, nếu bây giờ mình cái người mà biết giữ giới lực của thầy tổ thì mình gây những cái tốt đẹp. Cũng như mình là nhân, mình làm
gieo từ bi bác ái thì mình sẽ gặp từ bi bác ái, còn mình gieo tàn tình hủ hoa với ớt không thì thành tự ra mình chịu những cái quả cay đắng. Thì đây là những cái người mà khi bị đau ốm thì đây là những cái quả ác của mình đã gieo, những cái nhân mình không tốt, thành thầy bây giờ mình sẽ gặp cái không tốt. Trồng chanh thì gặp quả chanh, chứ đâu có gặp ăn được quả cam sành được đâu. Thì ở đây muốn nói có nghĩa là cái người mình phải trở lại tu, tu mới gặp được Phật, tu mới gặp được trời, tu mới gặp được tiên, được Phật. Tu là tu Phật, tu tiên, tu cho rõ biết chữ hiền ra sao. Thì bây giờ nếu cái người mà muốn đổi đời, muốn tu, chuyển kiếp, chuyển lại, bị gì đời hạ nguyên nó sắp mãn rồi đi tới đời thời kỳ thượng nguyên. Có nghĩa là cái người mà tu thì cái người đó mới hưởng được là thượng nguyên an lạc. Long qua có mặt ấy là hiền nhân, mà cái người mới thật hiền nhân mới sống được cái đời là hội long qua an lạc. Long qua có mặt ấy là hiền nhân, cũng như lập rồi cái hội long qua đặng coi hiền đức được mà bao nhiêu gian tà hồn sát cũng tiêu. Có nghĩa là cái người mà không tu á, không tu chừng khổ cũng ân, tu hành gặp cảnh vui mừng tội thay. Thì ở đây là muốn nói á, đời vì nó đã đau khổ à, có nghĩa là đây là vật giả. Vật giả là con người mình á phải chịu khổ sở. Bởi vì á, nếu mà trái bơm mà nó thả ra nó chết cái mấy ngàn nó như vậy. Thì bây giờ cái người mà trở lại tu á, đến chừng đó bốn phương có giặc khắp hoàn cầu thiết thiết tha tha, vậy sớm mau kiếm chữ ma thì Phật cứu khỏi nơi khói lửa. Cái người mà khi biết đạo á, trở về mình có đạo trong con người thì mình trở lại đạo tâm. Có nghĩa là mình giàu gặp cảnh là bom đạn gió lửa nào là hùm tha sáu bắc là chuyện này nó không có đi đến với mình. Tại vì mình hiền mà à, hiền thì là những con vật, những cái trả quả. Tại vì ở đây người ta không bao giờ người ta gây những cái ác nghiệp, ta là gây những cái là hiền lành tốt đẹp. Vậy thì thế nào người ta cũng gặp cái tốt đẹp. Còn những người ác ôn, bây giờ ví dụ như Nguyên Kỹ Sư đi, người ta là có trí à, có trí thì người ta làm cho chúng sanh là hết khổ đồ này kia. Còn này mình có trí ra là mình sống ra bom đạn, mình lựa ra những cái gì không, thì như vậy mình làm cho chúng sanh đau khổ thì mình cũng đau khổ như chúng sanh. Như vậy thì nếu mà nói thời thế thì bây giờ cái thời thế nội nè, bệnh dịch nè, nào là giặc giả nè, nào là thiên tai nè, nó làm cho con người mình điêu linh khổ hại. Thì bây giờ á, chẳng qua gì cái người mà biết giác ngộ tu hành, nếu giác ngộ tu hành thì sẽ ông Phật ông sẽ cứu. Thì thành thử ra đây á, mình nói á, ông Phật lúc nào ông cũng biểu mình làm hiền, làm lành, làm phải, lúc nào cũng trên thận dưới hòa. Mà tại vì mình không hòa, bởi vì ở đây là thế giới là nó đã là bệnh dịch nè, đủ thứ. Thì ở đây là nó được thường sẽ diễn biến. Bởi lao sao bể bắt non tầng, quân phiên tham báo xa gần cũng qua, tranh phân cho võ tài ba, cùng nhau gìn giật mới là thay phơi. Bể bắt non tầng, bể là biển à, biển có nghĩa là nó giành, tranh giành châu báu, tranh giành những cái mỏ ở biển. Thành thử ra đây là những cái biển mà khi thí dụ bây giờ mình nói đây nè, trong quá Trung Quốc đi, Trung Quốc nó muốn tranh giành Biển Đông. Thì Biển Đông là gì? Biển Đông là có mỏ dầu nè, nào có uranium nè, có mỏ mấy cái mỏ tốt. Thành thử ra nó muốn tranh giành đất đai, tranh giành biển để gì? Để giành mỏ, để giành cái quyền lợi của nó à. Thành thử ra trong cá nước mà đây cũng có quyền lợi chung nữa. Ví dụ bây giờ những cái nước này á, ở Biển Đông là cái nước, cái đường biển của người ta là quốc tế, người ta đi vô là Đông Nam Á, mà đi vô thì vô đây, mà bây giờ nếu nó lấy hết thì đi vô đóng thế à, thấy không? Đó là muốn tranh giành. Thành thử ra ở đây trên quốc tế người ta đã không chấp nhận những cái này. Thì bây giờ có nghĩa là nó phải tranh giành hoài, nó phải là làm sao cho được. Thì bây giờ nói chung ra là nếu nội Biển Đông thôi, thì nếu mà Biển Đông mà tới nữa đó thì nó sẽ từ từ nó sẽ tới. Bởi vì đây ông nói mà, nếu bể bắt non tăng, bể là biển đó, mà biển mà lao sao chắc cả ơi, mặt nước biển lô nhô lặn hụt, chim đua bay cá lại tranh mồi, ngọn thủy triều nô nút chục trôi.
bầu trái đất một phen lưng chuyển. Có nghĩa là ở trên đây là bầu trái đất mình nó lưng chuyển. Có nghĩa là lưng chuyển là gì? Lưng chuyển là từ Hạ Nguyên sang cho tới với là Thượng Nguyên, An Lạc. Có nghĩa là Hạ Nguyên nó sẽ chấm dứt là sang qua tới Thượng Nguyên. Thì đời Thượng Nguyên là gì? Không làm muốn có ăn, không lo muốn có học, cái người tu mà muốn sống đời Thượng Nguyên không? Bây giờ thấy ví dụ như mình tu, tu ở thế gian này á, bây giờ mình 50-60 tuổi, mình tu có 20-30 năm nữa rồi. Nếu mình tu thật tình, thật lòng thì mình sống 10.000 năm đó chịu không? Vậy là nó quá lời, vậy ai không muốn. Vậy thì cái điều này trở lại ai cũng vậy á. Bây giờ mình còn tu kịp nè, để chờ sấm nổ văn thinh e bá tánh ăn năn đã muộn. Để chờ sấm nổ rồi cấp đó mình tu, tu cũng đâu có kịp. Bây giờ mình tu nè, tu mình làm sao cho gia đình mình được người ta nhờ nè, mình làm sao cho bá tánh được nhờ nè, làm cho sao cho chúng sanh được hết khổ. Vậy thì cái người tu như vậy đó, cái người mới sống theo tiên Phật, cái người đó mới làm lành lánh dữ. Như vậy thì bây giờ nếu mình trở lại ở đây á, có nghĩa là đời Hạ Nguyên nay đã hết đời, mà khi Đức Thầy ông nói năm nay nữa là 80 năm. Mà coi chừng 80 năm nay ông nói Hạ Nguyên này đã hết đời, mà mình theo đời là gì? Theo đời là hết luôn à, theo đạo là con, theo đạo là được ngồi tòa sen. Nó chịu không? Như vậy thì ai cũng vậy, nhưng ai không muốn ngồi tòa sen. Mà muốn ngồi tòa sen thì phải làm lành, lánh dữ, phải làm miền, làm phải. Từ trên tới dưới thượng hoài hơn châu báu một ngày vào sáng. Mình phải có là lòng từ thương xót, mình phải có là lòng thiện. Vậy thì mình mới được dựa cài cho ông Phật, chứ còn mình không có làm hiền gì được. Hiền lành nhắm mắt thấy non tiên. Còn mình không làm hiền, mình biểu non tiên gì được. Không làm hiền xuống địa ngục à. Thấy không? Thì ở đây là nó sẽ tới, nó sẽ diễn biến tới. Mà khi mấy ngày cũng như Đức Thầy mà đã lãnh lệnh xuống đây dạy cho chúng sanh. Thí dụ như ông nói tuồng xưa kia sắp đặt đã lâu, để chuyển xây trái bắt trái đất một bầu, đặng lừa lọc con tim cháu Phật. Tuần xưa kia sắp đặt nó lâu, mà lâu bấy lâu. Vì 1936 là Ngọc Hoàng muốn vũ sổ chúng sanh, thành thử ra ngài Đức Phật Bồ Lạc, Đức Di Lặc á, với Đức Minh Vương á, ngài mới lãnh lệnh là xin Ngọc Hoàng lại. Xin Ngọc Hoàng lại thì Ngọc Hoàng muốn vũ sổ rồi, Ngọc Hoàng mới chấp nhận cho lại, thành thử ra cho lại đi, mới là xin lại để dạy chẳng. Thì 1936 thì xin lại tới 1939 thì Đức Thầy đã lãnh lệnh xuống đây là ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão để dạy cho chúng sanh. Đó là đạo mở cửa bài câu minh mục. Có nghĩa là ông mở cửa, ông dạy cho mình làm hiền làm phải để gặp Phật, gặp Thầy, gặp tất cả hội Long Hoa. Thí dụ bây giờ cái trường đạo á, đạo hơi như trường đời. Đạo thì dạy mình nó có ba cấp bậc. Một á, thì cái người mà tu lên được Tây Phương Niết Bàn thì cái người đó được giải thoát, được hoàn toàn. Không thôi là cũng rớt xuống cảnh tiên. Nếu cái người là phải sống ở cảnh tiên, còn cái người mà nó rớt xuống mực nữa thì phải làm văn Phật quốc, hưởng sự thái bình ở đời Thượng Nguyên An Lạc. Vậy thì bây giờ mình sống đời Thượng Nguyên đi. Bây giờ mình làm nè, nhà không đóng cửa, của rơi không ai lụm, mình làm nó sẽ có đi lúa thóc khỏi cắt, nó cũng lăn về tới nhà. Như vậy thì bây giờ ai không muốn. Mình ở đây nha, ở đời Hạ Nguyên An Lạc này không phải nói chứ sống nó khổ sở, măng mà nhiều khi có mà tới dọn ra mà ăn còn muốn không được nữa, thấy không? Vậy là phải là khổ sở không? Rồi sanh tử luân hồi thì muốn cái gì cũng không được. Còn bây giờ sống đời Thượng Nguyên An Lạc có Phật nè, có Thầy nè, có vua nè. Mình muốn tu á, giải thoát thì cũng dễ. Còn không tu giải thoát thì mình cũng hưởng đời Thượng Nguyên An Lạc, sống coi cũng như tiên Phật. Như vậy thì ai không muốn. Mà muốn mình phải tu, mình phải làm lành lánh dữ y theo lời của Phật dạy. Mà muốn làm lành á, thì phải không làm ác. Mà ở trên thế gian này dầu ác nó có nhỏ đi nữa mình cũng không làm. Như vậy thì mình mới làm lành. Thí dụ bây giờ thập ác, sắc sanh đạo tặc tà dâm lưỡi thiện ý ngôn ác khẩu dụng ngữ tham lam săn nổ mê si, như vậy thì mình chừa mấy cái này thì mình sẽ gặp làm lành. Nếu người ta làm chọn lành chọn sáng á thì về cõi Tây Phương ăn dưỡng học đạo cho hoàn toàn, nó trở lại cứu vớt chúng sanh. Nếu chọn lành làm hết những chuyện không làm ác thì làm lành. Mà chọn sáng á, chọn sáng là gì?
Còn sáng hồi đó giờ mình vô minh đen tối, bây giờ mình mở ra cũng như sáng tỏ, cũng như ngọn đuốc mà rôi tất cả, cũng như trăng mà rọi xuống tất cả, thấy tất cả thế gian, thấy tất cả hết, mình thấy đây nó không có gì thật hết chứ. Cũng như Đức Thầy nói, trên dương thế hữu hình tất hoại, mà đó giờ mình mê tối không mà mình thấy cái nào cũng thật không, bây giờ mình thấy rõ ra là sáng, có nghĩa là mình thấy tất cả của cải gia đài vợ con rồi ở thế gian này, cái gì mình giờ mình thấy nó không có thật. À, cũng như núi non, như chùa chiền, những cái gì nó cũng không thật hết á. Mà trở lại gì là mình không chấp thì cái đó nó mới có thật như mình. Thật của mình là gì? Thật là mình trở lại tâm mình, ở đây là hoặc nè, ở đây là thật nè, chứ nó không có ngoài ra cái này có được. Cái gì cái cảnh là nó không có thật được. Thành thử ra ở đây là mình muốn nói ai cũng vậy, trở lại tâm của mình, trở lại tánh của mình, vậy là cái này cái thật nè. Vô pháp tướng mới là thiệt tướng. Người tu hành phải trừ nghiệp chướng với bốn ma mới đặng an ngàn. Vô pháp tướng có nghĩa là không còn tướng ở thế gian. Nếu còn tướng ở thế gian thì còn sanh diệt. Còn nếu mình vô pháp tướng, vô tức nghĩa là không còn pháp, không còn tướng, thì nếu mình trở lại tâm mình đâu có tướng. Nếu cái người mà nói bây giờ ông nói trở lại tâm không tướng, thiệt bây giờ ông thấy cái tâm tôi nè, có thể bây giờ ông gieo phim nào ông chụp hình được không? Không. Vậy nó mới vô tướng. Mà trở lại đây là trở lại tâm mình, mà trở lại đây là vô tướng á. Mà ai mới trở lại đây, vô pháp tướng mới là thiệt tướng. Như vậy trở đây mới có thiệt. Còn mình thấy ở thế gian mà thôi, coi như nhà đầu, những cái gì ở ngoài mình dòm thấy là nó không có thật. Thì đây muốn nói là nay gặp gốc phải mau tìm gốc. Gặp gốc là gặp được thầy là gốc. Mà tìm gốc là tìm gốc của mình, tìm ông Phật của mình, nhận ra ông Phật của mình, đó là gặp gốc. Phải mau tìm gốc để gặp Phật ngồi mà than khóc. Gỡ làm sao hết gói rồi thì cái này là mình gỡ đó. Cái này mình gặp gốc mà mình trở lại ông Phật của mình nữa là gặp gốc. Hãy mau tìm gốc. Thì đây là muốn nói cái người tu phải trở lại chính mình. Trở lại chính mình là gì? Tại vì mình quên mình là gì? Quên mình là gì? Mình theo cảnh. Mình theo cảnh cái mình chấp với cảnh. Mình nói cảnh nó cảnh thật rồi này kia, mà sự thiệt ra mình không ở với cảnh, mình không có chấp nhận cái cảnh, thì tất nhiên mình trở lại với mình, chứ không có gì lạ, phải không? Và đây có nhiều khi tại vì người ta thấy cảnh, cảnh vui, cảnh sướng, cảnh gì đó làm cho thỏa mãn thế gian, làm cho thân thể mình là sung sướng, thì mình đã chấp cái đó. Ví dụ như mình gặp gái đẹp, mình chấp cô gái đẹp, chứ mình gặp cô gái đẹp đó, trời ơi cái này cái cảnh thì mình không có nhận cô gái đẹp, thì mình sẽ trở lại chính mình là gốc, chứ không có gì lạ. Đây là muốn nói cái người phải tu, phải trở lại về chính mình, trở lại cái gốc của mình. Đó, nay gặp gốc phải mau tầm gốc, mà để gặp Phật ngồi mà than khóc, gỡ làm sao hết gói mà rời. Thì đây là tôi muốn nói, có nghĩa là đây là diễn biến xảy ra, lầm than khói lửa với binh đao, âu á lung tung nhợm máu đào. Có nghĩa là lầm than khói lửa là giặc giả, với binh đao là đao nhiều chứng dị kỳ khó cải. Có nghĩa là tới, thí dụ như ở Trung Quốc, đau đi, đau phổi, đau những cái vi trùng, nhập vô vào phổi, nó ăn lá phổi trắng từ, tất nhiên nó ăn hết lá phổi rồi. Nên lá phổi trắng thì chết, chứ không có gì về nhà là chết. Thì ở đây là hiện tượng xảy ra, những con virus này không có thể trị được. Thì đó là bệnh dịch. Nó vừa rồi thì bệnh nào rồi? Covid rồi nó biến thể. Rồi bây giờ cũng như cái này là cái như biến thể đó. Nó ăn vô phổi, mà sự thiệt ra là nhiều khi cái hơi thở của mình, nếu như cái vi trùng mà nó vô là nó vô phổi trước, chứ không có vô gì chứ. Vô phổi trước thì bắt đầu vô ăn phổi là bắt đầu nó ăn lá phổi hết. Hết là ta mới kêu chấn tư. Chấn tư là hết rồi. Khi chụp hình mà thấy lá phổi chấn tư là kể gì rồi. Không có bao giờ trị được, nó hết rồi. Hết ba cái dương máu gì trong đó rồi. Thì ở đây là cái hiện tượng đau ốm. Đau ốm rồi giặt giả. Đó. Rồi giặt giả, thí dụ như giặt á, thì bây giờ cũng như 2 năm nay á, thì Liên Xô quýnh với Ukraine. Rồi bây giờ á, nó gần tới Trung Đông là Palestine quýnh với Hamas. Như vậy thì mình thấy nè, nội mà đau binh nè, giặt giả nè, thiên tai nè, như vậy thì chúng sanh mình thấy khổ sở. Mà thấy thiệt tình đó nó khổ sở. Nếu mình còn sanh ở trên cái đời hạ quân an lạc này, trên cái sáu nẻo luân hồi này, như vậy thì sẽ còn khổ. Nếu sanh lão bệnh tử, con người mình á,
Ủa không, sanh sanh ra thì khổ, rồi hả là sanh rồi lão rồi bệnh rồi tử, thì ở thế gian ai muốn? Mà bây giờ Đức Phật nói lưng hồi sáu nẻo không lần bước ra, có nghĩa là tại vì mình mê nhiễm ở đây, giờ nên mình đã ở đây. Thành thử ra ông nói nè, cá to mà phải ở ao, muốn ra biển rộng phải nhào kiếm sông. Ở ao là gì? Ở ao là ở trong cái ao tù. Tại vì ở đây, nếu cái người không mê nhiễm ở đây thì người ta đã đi ra rồi. Ví dụ bây giờ ở đây mà ở trong ao tù mê gì? Mê mấy cá nhỏ, thành thử ra không ra được. Ví dụ như nè, nào vợ con tài giặc ở thế gian, vậy là mê rồi, nó ở thế gian. Tại vì nếu mà mình nói cá lớn á, cá to có nghĩa là nói mình đã có Phật tánh. Tại sao mình không nhận Phật tánh mình? Nếu mình nhận Phật tánh, nếu mình nhận mình sống với ông Phật thì mình đâu còn ở thế gian nữa. Mình đâu có mê nào là vợ con, nào là của cải tài giặc. Vậy thì bây giờ nếu bây giờ mình nhận được Phật mê với tỉnh, nhận ra là lý, nếu mình nhận được cái lý này thì bao giờ mình không bao giờ còn ở thế gian, thì từ từ mình sẽ nghe lời y theo ông Phật, rồi mình sẽ thanh tịnh giải thoát. Thì ở đây là muốn nói là cảnh thế gian nó không có gì thật, chứ tại vì mình nói thật hồi đó giờ mình đâu có sống trở lại tâm mình. Mình sống mình nói là nào là danh, nào là lợi, nào là tình, nào là nhà cửa ruộng vườn của mình nói thật, thanh nữ như mình chắc. Bây giờ mình mới nghĩ lại là cái này nó không có thật, thì bây giờ mình không chấp nữa, thì từ từ mình xuất ra khỏi sáu nẻo luân hồi. Thì có đây là ông nói muốn nói là cá to mà phải ở ao, muốn ra biển rộng phải nhào kiếm sông, có nghĩa là đây là mình ra để về. Con người mình ở trong cái sáu nẻo này, nếu muốn ra biển rộng thì phải nhảy ra sông mới ra biển, mà ra biển mới là khỏi sanh tử luân hồi. Ở đây là muốn nói cái người ở thế gian này là cái người phải tu, chứ không nói gì ngoài ra chữ tu được. Tu mới thoát khỏi, tu mới chuyển nghiệp được, giữ qua lành, tu mới là biến là đời giả này nó mới thành là cực lạc được. Từ mê, từ cái bờ mê qua bến giác được. Như vậy thì nếu ai giữ được trọn lành trọn sáng về nơi khỏi Tây Phương An lưỡng mà học đạo cho hoàn toàn lẫn trở lại cứu giấc chúng sanh, đây là Đức Thầy ông nói như là trong đám điều nhân cấm mà điều thứ 8, thì cái người mà trọn lành trọn sáng rồi đó thì về nơi cõi Phật để học đạo cho hoàn toàn để trở lại cứu giấc chúng sanh. Trọn lành có nghĩa là làm hết các việc điều thiện điều lành, tránh những điều dữ thì mình sẽ được trọn lành. Mà trọn sáng có nghĩa là mình thấy tất cả mà mình không chấp tất cả, như vậy mới chọn sáng. Ví dụ như ta nói lành dữ mình cũng không chấp lành dữ nữa, chấp lành dữ sao được? Mê với tỉnh, mê cũng được mà tỉnh cũng được. tỉnh thì cũng hưởng phước thôi, thấy không? Mê thì xuống địa ngục mà phước thì lên thiên đàng. Thì hai cái này nó cũng còn sanh tử. Thì ở đây nếu mình nhận ra được nha, nhận ra được ông Phật của mình thì đó là mình được giải thoát, đó là mình được sống theo y trở về giác tánh chân như kim thân thị hiện, dứt trừ tử sanh, nó không còn tử sanh ở thế gian nữa, không còn khổ nữa. Thì đây ai muốn làm y như Phật thì mình sẽ hết khổ. Dạ, cảm ơn Huynh. Nhưng mà theo như bây giờ đó, là hiện giờ cái cảnh khổ nó đang diễn biến tới đó Huynh, là Đức Thầy đã nói cho biết trước là như là mặt nước biển lô nhô là dạ. Chứ Huynh, khi cá lại trên màu như vậy là nó sẽ diễn biến tới chưa Huynh? Dạ, mặt nước biển lô nhô lặn hộp chui chim đua bay, cá lại tranh mồi, ngọn thủy chiều nô nút chụp thôi, màu trái đất một phen lưng chuyển, bể trần lắm cuộc lao sao. Bể trần là biển đó. Bể là biển đó. Sống cuộc lao sao có nghĩa là lao sao bể bắt non tặc, có nghĩa là mặt nước biển lô nhô lặn hợp. Mặt nước biển thì nó bằng, chỉ có sống mới lô nhô lặn hợp. Mà bây giờ mà ổng không có diễn tỏa sống nha. Mặt nước biển lô nhô lặn hợp là tàu, mặt nước biển lô vô lặn hợp chim đua bay, chim là máy bay, chim đua bay, cá lại tranh mồi. Cá là gì? Cá là tàu lặn, tàu chiến ở dưới sông. Tranh mồi là gì? Tranh những cái quả, cái mỏ, mượn những cái là mỏ ở thế gian, có nghĩa là tranh mồi. Mồi là cái mồi nó là mồi ngon, có nghĩa thí dụ bây giờ mình nói
Biển Đông có cái mỏ dầu, mà mỏ dầu này lớn nó sâu, có thể lấy hoài hết á. Thành nữ ra ai cũng vậy á, rồi Trung Quốc nó thấy vậy nó mới lại nó tranh giành Biển Đông. Thành nữ ra đây là lại tranh mồi, mà chẳng những tranh mồi rồi bắt đầu nào là bơm đạn rồi này kia, nó hai bên nó xấu xé nhau, nó trả bơm xuống ngọn thủy kiều nô nút chục trôi, có nghĩa là bỏ bơm xuống mà biển sôi đó, cá chết đó, thì như vậy là còn gì chúng tranh, thấy không? Ngọn thủy kiều nô nút chục trôi, bầu trái đất một phen lưng chuyển. Ở đây là từ cái chỗ này giặc giả này tranh giành này có mấy bầu trái đất một phen lưng chuyển, từ chuyển ta từ hạ nguyên này nó sẽ chấm dứt sang tới thượng nguyên an lạc. Như vậy thì đây là cái lưng chuyển của trời Phật đó. Chuồng xưa kia sắp đặt đã lâu, ổng sắp đặt rồi, nó sẽ lưng chuyển từ hạ nguyên cho đến thượng nguyên. Thì ở đây là muốn nói đây là tranh giành đó. Tranh giành là tranh giành biển để mà tranh giành mỏ, tranh giành những cái mỏ quý ở thế gian, ví dụ như mỏ dầu, mỏ cua là cua La Nhơn rồi này kia. Thì đây là ông muốn nói là ngặt mập nước biển lô nhô lặn hụt chuông đi chim đua bay cá lệ tranh mồi ngọn thủy chiều nô nút thuộc trôi bầu trái đất một phen lưng chuyển. Lưng chuyển là vậy đó, lưng chuyển từ hạ nguyên mà lưng chuyển cho tới thượng nguyên an lạc. Cái người mà sống được là thượng nguyên an lạc là cái người đó sống rất là khỏe. Bây giờ có nghĩa là bây giờ mình có 60-70 tuổi chết, thấy không? Mà mình tu bây giờ mình 50 tuổi rồi, 50-60 tuổi rồi, tu là được 5-10 năm nữa hả, hoặc 20 năm nữa là cuộc đời mình đã chấm dứt. Mà khi mà mình đã chấm dứt rồi mình biết tu, sống cái đời thượng nguyên an lạc là sống 10.000 năm đó mình chịu không? Vậy là ai cũng chịu, chỉ quá lại rồi. Nếu cái người nghĩ vậy thì ai cũng phải tu. Trời ơi, tu bây giờ thì sống như, bây giờ nào danh nè, nào lợi, nào tình nè, để hưởng bao nhiêu nữa. Già rồi đâu hưởng nhiêu nữa. Thì bây giờ mình nhất quyết là phải tu, tu nhất tâm thì nó sẽ gặp đời thượng nguyên an lạc. Còn cái người nào mà chí quyết tu để về Tây Phương thì về cái một về Tây Phương. Còn người nào muốn giải thoát tu theo Phật về Niết Bàn, thấy không? Thì cái người nào trễ nữa về tiên, còn gớt cái nữa thì làm dân Phật quốc thì được cái thời thượng nguyên an lạc. Vậy ai không muốn sống 10.000 năm nó chịu không? Bây giờ trời ơi, mặn mà không có ăn, mặn mà có nhiều khi thấy ăn được đó mà ăn còn không được. Như vậy thì cái đời này nó quá khổ. Thành thử ra bây giờ ông Phật ông muốn đem mình về cái chỗ tốt đẹp, đem mình cái về chỗ sung sướng. Mà tu không là tại mình, tại vì mình quá mê nên mình còn ở đây. Cho nên bây giờ mình phải làm sao, nhất định là phải tu cho được, chứ không có kiếp này thôi là phải cho được, chứ không nói gì chứ nó không còn kiếp nào. Giờ kiếp này mà không tu thì không còn kiếp nào mà tu. Cảm ơn Quynh. Bây giờ mình nói cái này, cái mình kết thúc cái đề tài Quynh. Dạ. Bởi vì Đức Thầy nói là trời đã hoàng hôn, mau chợt tỉnh. Như vậy là chợt tỉnh là như thế nào? Dạ. Trời đã hoàng hôn có nghĩa là trời là sáng, thấy không? Hoàng hôn là sáng đó. Mà trời lúc nào ổng từ bên nay ổng qua tới bên nay là hết lặn. Con người của mình nó chiều, nó xế chiều rồi. Mà mình được đâu hay, mình nói đâu nó còn hoài, và hồi nó đã xế rồi, nó sắp lặn rồi. Mà bây giờ mình chỉ tu thôi thì ông Phật không dớt, mà còn gì nữa ông tu. Thì bây giờ mình phải tu chứ không có nói gì. Vô thường đó là ông nói nè, từ sáng tới chiều. Còn mình suy nghĩ coi, thở ra mà không hút vô là kể như dồi cuộc đời rồi, chứ còn gì nữa. Bây giờ phải tu để mới bây giờ nói chuyện đây với người nữa về nhà. Không hít vô là đâu vậy đó. Cho nên bây giờ phải tu, tu liền bây giờ thì nó sẽ gặp được những cái chuyện may mắn mà khi Đức Phật, Đức Thầy đã dạy cho mình. Nếu mình trở lại đây, mình có đạo thì dầu của mình tắt hơi chỗ này thì ổng cũng cứu mình, tại vì mình trở lại đạo. Còn cái người không đạo mà mê danh, mê lệ, mê tình thì nó sẽ gặp những cái chuyện khổ sở, khó khăn. Đó là tại đây mình gây. Trợ lý chút nha. Rồi. Thì Đức Thầy cũng nói là tu kiếp nếu không quá trễ. Rồi. Đừng đau đầu khó kiếp đi cùng, cứu lương hiền chẳng có người không. Đến sao tiêu diệt? Nếu bây giờ mình làm theo một cái lý như vậy thì bây giờ mình mong mỏi rằng cho tất cả chúng sanh phải trở về con đường là từ bi bác ái để cho Phật độ cho chúng sanh. Trời. Vậy là thôi, giờ anh em mình gọi là chia tay á. Dạ. Rồi. Thì cũng hay. Gặp qua ai mà vú câu á.
Rồi, xin chào. Rồi, mai mốt mình sẽ có duyên. Rồi. Vậy là Nam Mô A Di Đà. Bây giờ gì đi, thấy anh em mình quá mừng rồi, gặp nhau nhưng mà gọn gọn vậy đi nha. Ừ. Rồi huynh có đôi lời gì gửi chúc với bà con mình. Rồi. Để mình đi đừng mà. Nam Mô A Di Đà Phật. Bữa nay nhân dịp là ngày 28 tháng 10 năm Quý Mão, tôi có đi đến chùa An Hòa Tự. Trước đưa kiến chùa, sau nữa con có lên một cái clip để nói những cái việc chân lý tu hành để cho tất cả bà con từ trong nước và ngoài nước để mà tu hành để kịp đến hội Long Hoa, còn người nào đi thẳng là về cực lạc niết bàn. Vậy là mong toàn thể chư quý vị nếu nghe clip này có những cái gì sơ xuất, mong cô bác cũng niệm tình bổ chính, và tôi thành thật cảm ơn và mong tất cả làm y theo với những cái clip mà tôi đã nói để mình làm hiền làm lành để mà dự hội. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, rồi mai mốt mình gặp lại ha.